Chào mọi người, hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2021. Một ngày mình dậy lại, quay lại sớm đến 5 rưỡi hay vì 6 rưỡi, hơi mỏi một chút. Hôm nay mình đọc một chương sách kể về một lũ đười ươi rất là kém thông minh. Trong chương sách này kể về câu chuyện là cái giống đười ươi ở trên núi này, máu làm thuốc nhuộm thì sẽ không bao giờ bị phai màu, nên con người ta rất là tìm cách để săn bắt chúng nó. Lũ này cũng hai đặc điểm, thứ nhất đấy là thích uống rượu, thứ hai là thích đi guốc. Thế là người ta mới đây là tâm tham đúng không? Con người thì tham sẽ bắt động vật để phục vụ nhu cầu cá nhân. Còn khỉ mà các lại uống tham uống rượu thì mình cũng không hiểu luôn. Hầu tử quá. Thứ hai, đấy là con người ta mới bắt đầu hành động, đấy là quăng guốc, quăng rượu ra cánh đồng hoa, ra rất là đồng để dụ lũ khỉ này đến. Và có giúp trí tuệ không? Biện pháp lôi kéo, tận dụng, đặt bẫy. Đấy. Và khi này, lũ khỉ mình nhìn thấy chúng nó cũng không phải là ngu, chúng nó biết là à mẹ mày đây là lừa rồi, nhưng mà chửi nhau chửi chửi hết thằng lừa đảo thằng đa cấp này thế kia, nhưng chúng nó vẫn thỉnh thoảng ngửi 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 cả say, ngửi mãi thành say, xong rồi thằng quang đi guốc vào, cuối cùng bị người ta bắt mất, bắt hết không chừa một con nào. Đây là gì, có trí tuệ nhận ra nhưng tâm tham không kiểm soát, tâm tham và nghị lực rất là yếu và tâm tham rất là mạnh đó. Mình kể các bạn một câu chuyện là liên quan thực tế cuộc sống bây giờ luôn. Đấy là rất nhiều sàn ảo, tiền ảo Forex hay là những cái hình hơi biến tướng đa cấp một chút ấy, người sau mất tiền cho người đằng trước ấy. Thì đa phần những cái người họ tham gia không phải là họ ngu, không biết gì đâu các bạn. Đa phần là họ cũng sẽ nhìn thấy cái rủi ro đây là đa cấp, có thể sẽ mất tiền. Nhưng ai cũng đang nghĩ mình thông minh là mình sẽ rút ra kịp thời, mình sẽ ăn đủ lãi rồi mình rút ra. Đó, cũng có những người không biết, nên nhiều người, và cuối cùng họ cũng là người mất tiền. Nghĩa là thực sự cái lòng tham là cái rất là kinh khủng. Trí tuệ chúng ta để cho nhận ra được cái rủi ro của nó, nhưng chúng ta lại không chiến thắng được cái lòng tham mà chúng ta vẫn đưa mình tham gia vào cuộc chơi đấy. Giống như là việc chúng ta nhận ra được là việc tập thể dục tốt cho sức khỏe này, dậy sớm tốt cho cuộc sống này, nhưng mấy người có thể chiến thắng được cái nỗi tham ngủ, tham chơi, tham xem video hàng ngày đúng không các bạn? Rất nhiều cái tâm tham nó nổi lên liên tục. Cái đạo đức tâm tham thì nó có tính vô tính liên tục. Có thể ngày hôm nay bạn rất là năng lượng khí thế, bạn rất là nghị lực, nhưng ngày mai tâm tham bạn nổi lên, bạn chỉ muốn ngủ thêm một chút, bạn muốn chơi nhiều một chút, đó, bạn muốn yêu hai người một lúc, thì nó là cái mà chúng ta cần phải lưu ý, bài học trong cuộc sống. Cá nhân mình bắt đầu mình muốn xu ra phải lý trí hơn, đặt trí tuệ và nghị lực của mình lên trước. Tâm tham mình sẽ tham theo lý trí, tham theo trí tuệ sẽ hiện ra. Đấy, cái trải nghiệm của mình trong cuộc sống đó. Cảm ơn mọi người.